không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.我拼搏去奋斗，搵几多产业，让得起一家真开心，一个个叹到笑。由细细当发到上市，咁先真本事。个衰仔偏偏争一啲，完全冇大志。全世界要我去招呼，一啲都不易，要当好你一家之主，兴高扎扎跳。 由老到幼也靠晒我，几大都顶住，最想一家都开心啲，其余唔重要啊！ 黄凡Khôi, em nghĩ vô thời kỷ em đang nói cái gì? Mấy tháng qua anh Tiền nhỏ không có khả năng đang bàn chuyện làm ăn với một người họ Nhiếp. Bạn dễ xây dựng nhà máy thực phẩm, tiếp tục giám sát nó cho tôi, chịu được bằng chứng, tôi sẽ lột da xẻ thịt đó đem đi đốt canh. Nè, nè, anh bị gì vậy? Sao không nghe điện thoại của tôi? Có chuyện gì vậy? Anh kiếm tôi sao? Wow, nè, anh làm gì vậy? Hả? Nè, anh bị làm sao vậy? Người anh em, lần này anh nhất định phải cứu tôi đó. Lại cái gì nữa đây? Hôm qua trước khi tôi tan làm, ông Tiền nhỏ đã kêu tôi chở một chuyến hàng. Anh cũng biết tính cách của tôi mà, như vậy sẽ rất thiệt thòi. Nói trọng tâm đi. Tôi chở xong chuyến hàng liền đi trước cô bạn gái mới qua Tây Cống vui vẻ. Anh đừng nói với tôi là đụng hư xe công ty đó. Tôi chặn miệng quạ của anh đó. Ấn tượng cuối cùng của tôi là đã đậu chiếc xe ở công ty đàng hoàng rồi. Sau khi tôi ngủ dậy quay trở về thì không còn thấy chiếc xe đâu nữa. Tôi chạy đi hỏi người ta ai đã lái chiếc xe đi. Nè nè, không có ai trả lời tôi được. Tôi không hiểu lắm. Nhưng mà vậy là sao? Rõ ràng đã lái chiếc xe đó về rồi mà. Như vậy là được rồi, có vấn đề gì? Tôi phát hiện tối qua sau khi đậu xe xong đã bị mất hết ký ức. Sau khi ngủ dậy thì bị mất cái điện thoại, nên tôi nghi ngờ đã để quên trong chiếc xe. À, vậy thì anh đợi tài xế lái xe về rồi lên đó lấy lại cái điện thoại đi. Đây mới là trọng tâm đó. Sau khi tôi vào cổ ngủ dậy mới phát hiện đã để quên cái quần lót ren màu trắng ở ghế sau đó, hiểu chưa? Không phải chứ. Đúng là vậy mà. Bây giờ còn hai vật chứng, điện thoại với quần lót, ai nhìn vào cũng biết là tôi rồi. Chúng ta phải lấy hai món vật chứng này trước khi để người ta phát hiện ra. Nếu như điện thoại của anh thật sự ở trong xe, tôi sẽ giới thiệu cho anh một ứng dụng tìm kiếm điện thoại bị thất lạc. Người anh em mà, đừng có giỡn với tôi nữa. Tôi đâu có điện thoại trong người. Nè, mở cửa ra. Ai đang ở bên trong vậy? Mở cửa ra. Ông Tiền nhỏ. Hai người đóng cửa làm gì trong này vậy? Người ta đồn hai người ra sao tôi không quan tâm. Nhưng mà trong giờ làm việc, làm ơn đừng có làm bậy đó. À, ông Tiền nhỏ, anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi đang nghiên cứu một ứng dụng tìm kiếm điện thoại bị thất lạc. Tôi không có hứng thú muốn biết hai người trốn trong nhà vệ sinh nghiên cứu cái gì. Cậu đó, hình như vẫn còn thiếu tôi một bản báo cáo chưa nộp. Hoàng Thành nói trong vòng một tiếng đồng hồ cho tôi. Ông Tiền nhỏ, xin lỗi nha, tôi để quên cái điện thoại ở... Cậu quên mang điện thoại thôi, vẫn có đem theo cái não mà, còn không đi nhanh lên. Người anh em, tôi giao điện thoại cho anh đó. Bác Tài, đi Tây Cống. Đừng có lại gần nghe. Hai người chỉ cần tiền thôi mà. Gọi cho người nhà của tôi nói với họ đi. Ông còn cho rằng người nhà của ông sẽ đem tiền tới chuột ông hả? Là người nhà của ông kêu chúng tôi bắt cóc ông đó. Còn kêu chúng tôi giết con tin luôn đó. Cậu trai trẻ, rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Đã chạy rất nhiều vòng rồi. Anh cứ chạy tiếp đi, chạy tiếp đi. Có thể nói cho tôi biết
ai là người chỉ đạo các cậu bắt cóc tôi hay không. Ông hãy tự suy nghĩ đi. Nè, chúng tôi không muốn mang tội giết người đâu. Bây giờ sẽ cho một con đường sống. Chỉ cần ông đưa chúng tôi 5 triệu, chúng tôi sẽ tha cho ông. Được, 5 triệu đô không thành vấn đề. Lấy tiền mặt nha. Được, cậu chở tôi tới ngân hàng Thái Trung ở khu Trung Hoàng đi. Tôi lập tức đưa tiền mặt cho cậu. Chậm thôi, lái chậm thôi. Chậm chút nữa. Dừng lại, dừng lại. Cho tôi xuống ở chỗ này đi bác tài. Ông Tiền Lớn, tại sao ông lại ở đây vậy? Đừng có tới gần. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi đi tìm cái điện thoại giùm đồng nghiệp trong công ty thôi. Tìm điện thoại cái gì? Chính là cái mà ông cầm trên tay đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi bị người ta bắt cóc. Có phải cậu đồng lõa với chủ điện thoại bắt cóc tôi hay không? Không liên quan tới chúng tôi. Anh ta với bạn gái uống rượu say nên dùng xe công ty để quan hệ thôi. Tôi không tin. Ông bị thương rồi, báo cảnh sát trước đi. Không được. Muốn báo tôi đã báo ngay từ đầu rồi. Tôi phải đi. Đi hả? Đi rồi bỏ mặt họ đây sao? Cảnh sát sẽ tự xử lý. Ông Tiền Lớn, có phải là chúng ta nên nói rõ mọi chuyện với cảnh sát không? Cậu bị mất trí hả? Tôi đã nói rồi mà, hai tên bắt cóc đã chính miệng nói với tôi là người nhà của tôi thuê họ bắt cóc và giết con tin. Có điều chưa hỏi ra ai chịu bù thì bị đụng xe. Bây giờ cảnh sát đã bắt được họ rồi, đợi họ tỉnh lại cảnh sát sẽ thẩm tra được thôi. Cậu không biết khi nào họ mới tỉnh lại. Vậy ông muốn sao đi? Phải điều tra ra tên chịu bù, tiếp tục giả vờ mất tích, giả vờ bị người ta giết chết. Ông thật sự tin lời của hai tên bắt cóc đó hả? Hôm qua tôi mới ở trước mặt họ gọi điện thoại cho lão Gia hẹn luật sư Châu tới sửa di chúc. Sáng nay lập tức xảy ra chuyện, có trùng hợp vậy không? Vậy ông đoán lại. Ai cũng có động cơ, không thể bỏ qua bất cứ người nào. Vậy cũng phải. Nếu thật sự là người nhà làm thì đúng là thất vọng quá. Vậy ông định điều tra sao đi? Không phải tôi điều tra mà là cậu điều tra. Tôi điều tra sao? Không được đâu. Không có không được. Thật sự là không được. Thấy chết không cứu, cậu đúng là vô lương tâm. Nè, nhưng mà ông Tiền Lớn. Nghe tôi nói, họ ở ngoài sáng còn ở trong tối. Còn âm thầm điều tra thì có vấn đề gì chứ? Bây giờ không phải là hack vào trong máy tính ăn trộm bản báo cáo dễ dàng vậy đâu. Nếu họ thật sự bỏ tiền thuê sát thủ, tôi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng đó. Ê, thôi đi, giao cho cảnh sát điều tra đi. Cảnh sát điều tra thì kệ cảnh sát. Cậu đi điều tra đâu có xung đột gì. Cậu cần bao nhiêu tiền? Cái gì mà bao nhiêu tiền? Bất cứ người nào làm chuyện gì cũng phải có cái giá hết đó. Chỉ cần đúng giá không ai có thể từ chối. Tôi từ chối. Cho tôi cái giá đi. Tôi sẽ không đưa giá đâu. Vậy tôi sẽ đưa là cái giá vui vẻ đôi bên. Cậu thấy hợp lý thì đồng ý. Không cần phải nói nữa. Giá nào cũng không làm đâu. 1 triệu đô. Đừng có ép tôi. 1 triệu đô. Không được. 1 triệu đô. 1 triệu đô. 1 triệu đô. Ông nói thật sao? Cậu sợ giả thì tôi đưa tiền mặt. Nếu là 1.580.000 đô thì sao? Sao lẻ tẻ về 1.580.000 đô? Thật ra tôi đang kế hoạch thành lập công ty mới. Phải có vốn khởi nghiệp là 1.500.000 đô. Tính dư một chút thì là 1.580.000 đô. Quyết định vậy đi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đi? Kiếm vô nào đó tránh mặt đã.
tới nhà cậu đi. Không tiện đâu, chúng ta thuê chỗ nào đi? Vậy cậu hãy dọn qua ở chung với tôi. Hả? Ăn uống sinh hoạt của tôi cần có người chăm sóc mà. Vậy ông tới nhà tôi cho rồi. Nhà của cậu còn có ai nữa? Tôi với ba tôi. Ba của cậu bị cầm hả? Ba tôi không có nhiều chuyện đâu. Tôi thuyết phục ông ấy mà, không có vấn đề đâu. Nhưng mà không biết là phải ở bao lâu đi. Khi nào rửa được nổi quan thì đó là ngày tự do của tôi. Có nhiều vụ án điều tra 10 năm, 8 năm cũng không có kết quả đó. Vậy cậu hãy cố gắng lên, tôi may mắn hơn. Cố gắng điều tra sự thật trong vòng 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng nhất định là không được rồi. Tôi đã nói hết sức cố gắng rồi mà. Nghe rõ chưa hả chàng trai trẻ? Chị Quyên. Trời, mua có hộp cơm thì nghĩa là không có phần của tôi rồi. Tôi sợ mua đồ bình thường không hợp khẩu vị công chúa của chị thôi. Biện minh không à. Bác sĩ Triệu, tôi đi ăn trưa trước nha. Con nhìn đi nhìn đi, có phải cô ấy giống ông chủ của Bồi Chính Đường nhiều hơn không? Con cảm thấy chị ấy muốn làm bà chủ nhiều hơn đó. Thằng quỷ sứ này nói gì vậy chứ hả? Cơm sườn heo rang muối. Chính xác, cơm chiên kèm với trứng ốp la viền chiên giòn. Còn có nước tương nấm rơm. Bà hãy thưởng thức đi. Trứng ốp la viền chiên giòn đúng là đỉnh cao của trứng chiên đó. Con nhìn đi, phần viền giòn rụm bên trong chín vừa tới. Ê, khoan đã. Lần trước con đối xử tốt với ba như vậy là đã phạm phải lỗi lầm gì vậy ta? Thời trung học con lén hắt vào máy tính của nhà trường viết blog của mình, kết quả làm hư máy tính nhà trường, cuối cùng ba phải đền tiền còn phải lên gặp phụ huynh. Chuyện của bao nhiêu năm trước rồi ba vẫn còn nhớ rõ như vậy sao? Ba cảm thấy lần này còn lớn chuyện hơn nữa đó. Cậu Dũng, con muốn đưa một người về nhà ngủ. Con gái? Là đàn ông. Con... Ê, đừng nghĩ lung tung. Là một ông chú. Ông chú? Ê, chỉ là ông ấy có chút tranh cãi với người nhà nên muốn dọn ra ngoài bình tĩnh lại mới quyết định bước tiếp theo nên làm cái gì. Anh Minh à, từ khi nào mà con lại nhiều chuyện vậy hả? Cho nên mới nói không có chuyện gì qua mắt được cậu Dũng hết đó. Thật ra là gì? Chúng ta chỉ cần cho ông ấy ở một thời gian, chúng ta sẽ nhận được 1.580.000 đô. Tuyệt lắm đúng không? 1.580.000 đô. Đúng đó. Ở bao lâu? Chưa tới 2 tháng. Ông ấy dư tiền hay là chỗ này có vấn đề vậy hả? Người có tiền suy nghĩ như thế nào chúng ta không có hiểu được đâu. Ê, nhưng mà ba không có thích sống chung với người lạ. Ba cũng biết là con muốn khởi nghiệp mà. Bây giờ tốt rồi, có người đem cục tiền tới. Mai mốt con thất bại thì cho thấy cậu Dũng anh minh như thế nào. Nhưng nếu con thành công, có phải là ba nên vui thay cho con? Đi mà cậu Dũng, ăn cơm, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Hợp đồng làm thành 2 bản. Ông đọc kỹ xong rồi ký tên vô đi. Nè ông Tiền Lớn, ông đừng giỡn với tôi. Ông là Tiền Đại Hải, đâu phải là Tiền Thiên Hải. Tình mắt thì có, nhưng vẫn còn thiếu tinh tế. Làm bán hợp đồng này chẳng qua là cậu muốn đảm bảo quyền lợi của mình thôi mà. Nhưng mà trong đó có một lỗ hổng lớn đó. Nhưng tôi để cậu, mọi hành động đều tuân thủ theo sự chỉ đạo của Tiền Đại Hải. Mọi xung đột pháp luật không có liên quan tới Triệu Nhất Minh cũng đã ghi luôn rồi mà. Nhưng mà cậu không có ghi chi phí trong quá trình sử dụng vào. Cũng là ông nói, ông không thể sử dụng tài khoản và thẻ ngân hàng của mình kêu tôi ra giùm cho ông trước mà. Nếu như tôi ăn gì cá bào ngư bổ ngày thời gian dài thì cậu sẽ bị lỗ. Tôi không chịu trả lại cậu làm gì được tôi chứ. Nhưng mà tại sao ông lại phải nhắc tôi? Muốn khởi nghiệp hả? Xã hội hiểm ác, còn nhiều thứ phải học hỏi lắm. Nếu như đối thủ ai cũng rõ ràng giống như ông, tôi không ngại gia chạm với họ đâu. Đừng có định bợ nữa, sửa lại đi. Vậy tôi sẽ thêm câu: toàn bộ số tiền ứng trước thu chi rõ ràng, sau hành động kết thúc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trong vòng 1 tháng cho tôi. Làm bán hợp đồng này chỉ là để đảm bảo quyền lợi cho cậu tôi mà, có gì đâu mà đắn đo. Đây. Tôi tập trung không tệ, không bị tôi làm ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, tôi chậm chạp từ nhỏ nên bà đã dạy phải tập trung làm tốt một việc, đừng có học người ta làm nhiều thứ quá. Thằng con của tôi thì không có học được điều này. Ông Tiền nhỏ cũng giỏi lắm mà. Nó giỏi lắm, giỏi nhất đâm chọt sau lưng, lười nhác làm biếng, suốt ngày dùng thủ đoạn bỉ ổi. Ông yêu cầu anh ấy cao quá thôi. Cậu yêu cầu tôi còn cao hơn nó. Ký tên cho cậu còn phải đưa cho cậu 1.000.000 đô xài. Ai cũng giống như cậu thì phá sản hết luôn rồi. Nè bây giờ ông giữ 1 bản, tôi giữ 1 bản. Ê,
Cái điện thoại lát nữa tôi sẽ đem trả lại cho người đồng nghiệp của tôi. Nói với cậu ta thế nào? Cậu kiếm thấy nó ở đâu? Phải ha. Nhưng mà điện thoại của ảnh mới mua được có 2 tháng, phải mua lại cái mới tới 2000 mấy lần đó. Lấy trộm xe công ty đi chơi với bạn gái không cần trừng phạt sao? Cho tôi mượn xài trước đi. Mua cái xe mới gắn vào. Nhớ đó, theo dõi họ giùm tôi. Có gì không ổn phải lập tức nói cho tôi biết đó. Nè, có kiếm được không? Kiếm cái gì? Điện thoại của tôi với cái quần đó. Không có. Không có, anh mất tích cả buổi giờ nó không có. Có thật lòng kiếm giùm tôi không vậy? Trời ơi, tôi không biết. Anh Hoa, anh cảnh sát này muốn gặp người phụ trách. Hai anh cảnh sát, chào anh. Chúng tôi là CID trung khu Đông Cửu Long. Anh là người phụ trách. Mấy anh kiếm được chiếc xe của công ty chúng tôi lẹ vậy? Chúng tôi điều tra được số xe KB1103 được đăng ký với tên công ty anh. À đúng rồi, là chiếc này. Anh có biết nhân viên nào sử dụng chiếc xe này lần cuối cùng không? Nhân viên của chúng tôi sáng nay tính sử dụng chiếc xe này, nhưng mà khi tới bãi giữ xe thì phát hiện chiếc xe đã biến mất rồi nên báo cảnh sát. À đó, về rồi. Cậu Hoa, tôi báo án xong rồi. Ủa, không phải mấy anh nhận được tin chúng tôi báo mất xe sao? Xe công ty các anh có biển số KB1103 liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. KB1103 là xe 7 chỗ của công ty chúng tôi. Hồi sáng ông chủ có lên chiếc xe này, không phải cậu đi đón ông chủ sao? Đúng là có nói là buổi sáng hoặc tôi hoặc anh Kiên đi đón ông Tiền. Nhưng mà tôi về tới thì không thấy anh Kiên, cũng không thấy chiếc xe, nên tôi tưởng là anh Kiên đi đón rồi. Anh Kiên bị tiêu chảy xin nghỉ bệnh rồi mà. Cái này tôi không biết thật nha. Từ từ đã, tai nạn giao thông gì chứ? Bây giờ ông chủ đang ở đâu? Bà tôi có trên xe không vậy? Ông ấy có sao không? Bây giờ tôi muốn biết ông ấy có nói phải đi đâu trước khi tới công ty không? Sáng nay trước khi ba đi làm, có phải tới chỗ cô rồi không? Cậu muốn ám chỉ cái gì đây? Hôm qua cậu với Hữu Phương cũng cãi nhau với ông chủ mà. Xin lỗi mọi người, những chuyện chi tiết chúng tôi sẽ hỏi sau. Bây giờ muốn hỏi mọi người có ấn tượng gì với hai người này hay không? Hai người này tên là Thiểm Phú Quý và Mạc Đại Bưu. Thiểm Phú Quý chính là quản đốc ở kho hàng của chúng tôi đó. Tháng trước đã bị công ty đuổi việc rồi. Tôi chưa nói xong với anh đó. Nói xong rồi, đã nói là không kiếm được mà. Kiếm cả buổi cũng không tìm được gì hả? Lúc nãy có nghe xe đi nói gì không? Chiếc xe gặp tai nạn, chó mặt xe cũng không có ở trên xe. Cái vụ này chắc chắn là bắt cóc rồi. Vậy thì sao? Nếu cảnh sát tìm được điện thoại của tôi ở trên xe thì sẽ nghĩ gì đây? Đồng lõa, đồng phạm, bắt tôi luôn đó. Vậy anh có phải không? Dùng xe công ty chơi đùa với bạn gái mấy tiếng đồng hồ, tôi đoán chắc không phải là hình sự rồi. Nhưng nếu cảnh sát thật sự tới hỏi cung á, thì anh cứ nói thẳng thôi, không sao đâu. Anh hiểu pháp luật hả? Dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ không sao? Dựa vào tôi cảm thấy anh không phải đồng lõa. Đúng rồi. Nè, đi mua điện thoại với tôi đi. Không có điện thoại đúng là khó chịu thiệt á. Điện thoại của tôi mới dùng có mấy tháng thôi, tốn 10 mấy ngàn đô. Wow, tôi xót lắm luôn đó anh biết không? Có lời nào rẻ tiền giới thiệu cho tôi mua xài đỡ không? Mặc kệ là anh có tin hay không, điện thoại của anh từ đầu tới cuối vốn dĩ không có ở trên xe. Anh không đi tìm nó thì một ngày nào đó nó sẽ tự lòi ra thôi. Sao vậy? Điện thoại có chân hả? Anh thông minh lắm đó. Hả? Cầm lấy. Cảm ơn. Đỡ phải tốn mấy ngàn. Được rồi, con yên tâm đi. Ba làm theo lời dặn của con, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, ba đều mua size XXXL hết đó. Cái khăn mới này đó, toàn bộ đều là Tiền Đại Hải nhớ đó. Mấy hôm nay, ông phải bỏ tù nghiêm xuống khách sáo một chút, thì người ta mới quý mình, ông có hiểu chưa? Tôi hiểu, tôi sẽ không làm vậy. Bye bye. Good evening, sir. Chào anh, chào anh. Anh chính là người bạn đó của anh Minh đúng không? Ohadi, konnichiwa. Người Nhật Bản à? Dajubu. Arigato. Opa, opa. Tiền Đại Hải. Tôi chính là bạn của Triệu Nhân Minh hả? Người mà anh Minh nói đã nhận tiền phải giúp đỡ chính là ông hả? Tôi trả cả triệu bạc đó. Ông nghe đây, tôi là chủ nhà này, chỗ này không chào đón ông, lập tức ra khỏi đây ngay. Tại sao tôi phải đi? Buông ra, 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 chính là ông kiếm người đánh què chân của ba đó. Tôi không có làm, đừng vu oan tôi nha. Không cần nói nhiều, ném ra ngoài cho ba. Biến thái. Biến thái. Ba, bình tĩnh. Ông là ông chủ của con đó. Ba là ba của con đó. Thằng con trời đánh này, chỉ vì chút xíu tiền đó, con thực sự cái gì cũng làm ra được. Áo của ba mà con cho ông mặc, mặc giãn hết rồi. Ông cởi cái áo ra cho tôi ngay. Ba, nghĩ cho tương lai của con, ba bình tĩnh là một chút đi. Con chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện cho ba. Được. Ba chuẩn bị vũ khí. Không có người. Ông Tiền. Cậu cũng muốn tới quấy rối tôi hả? Ông Tiền, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với ông một chút được không? Không được, tôi phải đi rồi.
ông đi đâu chứ? Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây. Ông đi ra ngoài sẽ bị người ta biết ông vẫn chưa bị giết chết, vậy thì ông sẽ không bao giờ tìm được chủ mưu. Rất cảm ơn hai vị đã bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm lại câu chuyện trong quá khứ. Năm đó, bà 21 tuổi, muốn theo đuổi con gái 18 tuổi của ông. Nhưng mà ông chê người ta nghèo cho nên muốn chia rẽ họ. Tôi không có chê cậu ta nghèo, tôi ghét người không có chí tiến thủ. Chủ nhật nó muốn nghỉ ngơi một chút, vậy là không có chí tiến thủ hả? Sao nghỉ ngơi, không kiếm một công việc để làm thêm chứ? Kiếm việc làm thêm thì sao tôi có thời gian hẹn hò với Hữu Phương nữa? Vậy thì đừng có hẹn hò. Con coi ông kìa, ngang ngược tới vậy, con đừng bắt chước ông nha. Cậu ta chỉ nói kết quả, không nói nguyên nhân. Vậy nguyên nhân là gì? Con gái tôi đẹp như tiên nữ, người ta gọi là tiên nữ hạ phàm, sao có thể kiếm một người bình thường mà còn là lưu manh nữa chứ? Vậy bà đáp trả thế nào? Hôm đó là ông đã nói ngay trước mặt của bà, nếu như bà tiếp tục gần Hữu Phương thì sẽ kiếm người đánh què chân bà. Tôi đúng là có từng nói như vậy. Ông bình tĩnh chút đi ông Tiện. Tôi có từng nói nhưng mà không có làm, đừng có vu oan. Nhưng theo lý mà nói, ba tôi không thể tự đánh què chân để vu oan cho ông. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi cam đoan đã từng nói nhưng mà không có làm. Nhưng tôi không cam đoan cậu ta không đắc tội với người khác bị người ta trả thù. Tôi có hỏi đám người đó rồi, có phải đánh lộn người không? Người ta nói ra được tên tôi, còn nói là cậu từng làm chuyện gì trong lòng tự biết đi. Nhưng mà câu nói này của họ cũng hơi gian xảo đó. Còn theo phe nào hả? Trung lập. Đám người đó đánh tôi xong đưa tôi 150, kêu tôi lập tức trốn đi, nếu không sẽ đánh què luôn cái chân còn lại của tôi. Hey, đánh cậu xong cho cậu 150 để xài, quan tâm cậu như vậy tôi chắc chắn không có làm. Con tin là ông Tiền sẽ không hào phóng vậy đâu. Ý còn là bà Du quan trọng hả? Cũng không phải, chỉ là nghi vấn này căn cứ vào nguyên tắc của bị cáo thì... Chỗ này là đâu vậy? Tòa án hay là gì? Con là quan tòa, có cần làm nghi thức tuyên thệ không? Không ấy thầy đọc luôn đi. Đề nghị thầy đọc này được đó. Ông Tiền, ông có thể thầy đọc không? Thầy đọc? Bị điên hả? Tại sao tôi không dám? Tiền đại hải, tôi xin thầy, nếu tôi kiếm người đánh cậu ta thì toàn bộ kinh doanh của tôi bị phá sản hết. Câu này đủ độc nè. Bà nhận hàng không? Kêu ông thêm một người đảm bảo. Thêm một người đảm bảo chắc chắn không thành vấn đề. Người này không được, người này cũng không được. Không được, không được, không được. Đếm gì nữa, ông bị mọi người xa lánh lâu rồi. Tôi xin thề với danh nghĩa của cháu gái Đà Đà, tôi không có kiếm người đánh Triệu Tử Dũng. Cái này đủ đồ. Con tin ổng. Bây giờ chúng ta vừa có người đảm bảo, vừa được nhận tiền nữa. Được hết rồi. Được đó. Con kiếm được số tiền, có thể mở công ty chứ gì. Thậm chí cái người làm chân ba bị què ngồi đây mà cũng không truy cứu chứ gì. Con tin ổng. Vậy đừng gọi ba là ba nữa. Ba. Ông Tiền, ông không gạt tôi chứ? Nếu là thật, tôi sẽ đi thuyết phục ba tôi. Cậu đừng có vội vui mừng, phe phản đối này còn lâu mới chịu. Xin lỗi cậu nha, chỗ này không cho ngồi chung. À, bé Dũng à, hay là chúng ta ăn chung đi. Ăn cái gì chứ? Nếu tôi là cậu á, tôi sẽ lập tức về nhà canh chừng đóng tiền đó. Ổng là thần tài mà, lỡ đi mất rồi thì sao? Thì lúc đó ai sẽ thay đổi tương lai cho cậu đây? Tương lai của con á, không nhất thiết phải có ổng, nhưng mà nhất định không thể không có ba. Ba à? Có gì nói thẳng đi. Lúc nãy con giúp ông Tiền á, không phải là vì cô Mai ổng sẽ nhận được số tiền lớn. Vậy hả? Nhưng mà nói hoàn toàn không phải thì là nói dối. Nhưng con đã chứng kiến ổng trải qua một số chuyện. Ổng tội nghiệp thiệt đó, rất cần sự giúp đỡ. Con chứng kiến ổng trải qua chuyện gì đây hả? Con đã hứa với ổng thật sự không được nói cho ai biết. Được rồi, con có thể nói cho ba nghe. Người thân của ổng muốn hại ổng. Nếu như ổng đã thề thốt là ổng không liên quan tới chân của ba rồi á, hay là chúng ta tạm thời đặt vụ án bí ẩn đã gần một phần tư thế kỷ này qua một bên trước đi, coi như ông vô tội đi. Để con lấy luôn số tiền trước đúng không? Đợi chuyện của con với ông xong xuôi thì ba cũng kiếm được bằng chứng xác thực chứng minh là ông hại ba. Lúc đó thì ba đi tính sổ ông. Lúc đó con cam đoan không can thiệp. Thật ra ông giàu như vậy, trên thế giới này quá trời người, tại sao cứ phải nhờ con giúp đỡ? Con đoán nha,
chắc là ông thật sự không thể tin tưởng bất cứ ai được nữa. Đáng đời ông, tự chuốc lấy mà. Ông lấy số tiền lớn như vậy ra sẽ không chỉ là ở nhờ thôi đâu. Có phải ông kêu con âm thầm làm chuyện gì giúp ông không? Chuyện này con thật sự không thể nói cho ba nghe được. Nhưng con có thể cam đoan, con chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp. Thật ra cái ông Tiền Đại Hải này đúng là có hơi đáng ghét đó. Nhưng mà con thật sự không cảm thấy ông là người xấu đâu. Hơi đáng ghét là sao hả? Phải là vô cùng đáng ghét. Bé Dũng. Không thèm quan tâm hai người nữa, đi ngủ. Cô thấy rồi đó. Yên tâm đi, có tôi ở đây ba tôi không làm bậy đâu. Nếu cậu không ở đây thì làm sao? Cậu ta đánh tôi không đánh trả, rất nguy hiểm. Ba tôi có một ưu điểm, chính là làm gì cũng quang minh chính đại, chắc chắn không đánh lén ông. Khuya rồi, đi ngủ đi. Rồi. Nè, tôi nói trước nha. Mặc dù trong khoảng thời gian này ông sẽ ở trong phòng của tôi, nhưng tuyệt đối đừng có đụng vô đồ đạc của tôi. Được rồi. Được rồi, ngủ sớm đi. Nè, ngồi xuống, nhìn đằng trước đi. Ông Tiện, ông hôn tay tôi làm gì vậy? Tại vết bạch trần, tôi sợ bị người khác nghe lén. Ba của tôi kín miệng lắm, với lại chắc bây giờ ba tôi đang ngủ rồi. Thì cậu đừng làm cô ta vậy, lỗ tai. Hôm nay cậu tới công ty có phát hiện gì mới không? Hôm nay tới công ty, tình hình giống như không có ai biết ông đã gặp chuyện. Cô bộ đám bắt cóc đó không có yêu cầu tiền chuộc đâu. Rất rõ ràng, kế hoạch của họ là giải quyết tôi trước, rồi giả bộ gọi điện thoại đòi tiền chuộc để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát cũng nhanh tay lắm. Mới đó đã chạy tới công ty nói là họ đã kiếm được chiếc xe bị trộm đó. Nghi ngờ cựu nhân viên tên là Thiện Phú Quý lấy trộm để gây án. Người còn lại hình như là Mạc Đại Bưu. Tôi cảm thấy cho dù cảnh sát có nghi ngờ bất cứ ai cũng sẽ không bứt dây động rừng đâu. Thật ra hôm nay tôi tới công ty để giúp ông âm thầm quan sát anh Tiền với chị Rosie. Thấy cũng không có gì bất thường. Thật ra tôi ở hiện trường đã quan sát cẩn thận mỗi người bọn họ. Tôi cảm thấy thật ra anh Tiền với chị Rosie cũng rất lo lắng cho ông, rất quan tâm tới tung tích của ông. Gì nữa hả? Chuyện này cô làm tốt lắm, nhưng mà tuyệt đối đừng để bị họ gạt là được rồi. Còn nữa, có phải cảnh sát chỉ hỏi mấy câu là đi liền không? Không chỉ vậy, có mấy người trong công ty bị họ dẫn về đồn nói chuyện rồi. Lau lại đi. Lau gì đi? Lỗ tai ướt hết rồi. Wow, phải hả? Sao lại biết gì ông Tiền? Mất tiêu hai cái răng nên nói chuyện phun nước miếng rồi. Tôi đi rửa lại lỗ tai đi. Ông Tiền à, hồi nãy ông nói về lần sau. Tức là chết tiệt. Vậy sao không gọi thẳng là lòng heo luôn đi? Gọi thẳng quá không có sự sáng tạo. Nếu gọi vậy tưởng tượng được nhiều hơn sao? Nghe sang chảnh hơn, có tiếng nghệ thuật hơn, axit amin phong phú hơn. Ông Trình, ông nghĩ kỹ lại, ông có bỏ sót cái gì chưa nói cho chúng tôi nghe không? Cảnh sát mấy cậu có phải cho rằng cựu nhân viên Thiểm Phú Quý mà công ty chúng tôi đuổi việc và đồng lõa của cậu ta chính là chủ mưu không? Nếu như ông có suy nghĩ khác thì có thể nói ra, bởi vì chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào có thể phá án. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi. Ông Trình à, tất cả những vụ mất tích mang tính cưỡng ép, 24 tiếng đồng hồ đầu là thời điểm mấu chốt để cứu người. Cho nên hy vọng nếu như ông nghĩ ra được manh mối nào liên quan thì nói cho chúng tôi nghe càng sớm càng tốt. Được, tôi sẽ nói. Ông Trình à, cảm ơn ông đã hợp tác, ông có thể đi. Cảm ơn. Chú Giai, Rosie và anh hai đâu? Tôi nghĩ cảnh sát vẫn còn chuyện muốn hỏi hai người họ. Chú Giai à, có phải chú biết được chuyện gì đó không? Tôi cũng không biết có đúng không, nhưng mà tôi đã nói ra hết với cảnh sát rồi. Anh Hải à, tức là ông chủ của tôi, Tiền Đại Hải, trước khi ông ấy xảy ra chuyện đã từng nói với tôi về chuyện ông ấy với hai đứa con và với cô Hồng đã cãi nhau. Tức là Tiền Kế Lai, Tiền Hữu Phương và Hồng Mai Khôi. Ông Tiền có nói qua với tôi, anh Tiền và đối thủ cạnh tranh của ông ấy
ông Nhiếp của Tam Nhĩ Gia đã hợp tác, đã tới giai đoạn đầu tư xây dây chuyền sản xuất. Chuyện này đã bị ông Tiền phát hiện ra. Còn con gái của ông ấy, Tiền Hữu Phương, bởi vì kinh doanh ở bên Úc không được thuận lợi, ông Tiền đã dùng thủ đoạn mua lại công ty của cổ, trong khi cổ không hề hay biết. Hai cha con họ vì chuyện này mà trở mặt với nhau. Còn về phía cô Hồng, đã ở bên ông Tiền lớn mười mấy năm, vẫn luôn ép ông Tiền lớn cho cô ấy danh phận. Hai người họ thỉnh thoảng sẽ vì chuyện này mà khiến quan hệ có chút căng thẳng. Hôm qua ở công ty vì một con chó mà hai người họ lớn tiếng cãi nhau, muốn trở mặt luôn không chừng. Tôi biết là tối hôm qua ba rất giận, gọi cho chú trước mặt tôi nói với anh hai đó là hẹn luật sư Châu xử gì chút. Chú cảm thấy ba mất tích có liên quan tới việc này sao? Hữu Phương à, dĩ nhiên tôi không nghi ngờ gì cô. Nhưng cảnh sát nói với tôi, nói bây giờ là thời điểm quan trọng, bất kỳ manh mối nào cũng không được bỏ qua. Tôi không ngại đâu, có gì chú cứ nói thẳng với cảnh sát. Nhưng mà có phải ba không phải lần đầu nói sửa gì chút trước mặt anh hai không hả? Bởi vì phản ứng của anh hai hình như có chút... Hẹn luật sư Châu sáng mai 8 giờ lên văn phòng. Đâu có gì, hàng quy với ông ấy, sẵn tiền sửa gì chút. Mấy năm trước, Kế Lai và anh Hải vì chuyện làm ăn mà gây nhau một trận lớn. Trong lúc tức giận, anh Hải đã gọi luật sư Châu tới, chuyển đổi người đứng tên nhà số 8 vốn dĩ là của Kế Lai sang cho chị Mai Khôi. Sau đó Kế Lai đã nghe lời hơn trước. Tức là ba cảm thấy cách đó có hiệu quả, có thể khống chế họ. Anh Hải chỉ định dọa cho họ sợ. Sáng nay anh Hải nghe thấy tôi nói không có hẹn luật sư Châu, anh cũng không nói gì. Tôi nghe là hiểu, anh Hải không định sửa gì chút đâu. Hữu Phương, hy vọng cô không ngại tôi kể nhiều chuyện cho cảnh sát biết. Bởi vì nếu anh Hải thật sự sửa di chúc thì sẽ có người cảm thấy anh ấy tổn hại quyền lợi của họ. Cần gì cứ gọi tôi nha. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi. Nếu bọn bắt cóc chỉ muốn tiền, đâu lý gì không ai gọi điện tới đòi tiền chuộc chứ. Chú Giai, chú có nghĩ ra thật ra ông chủ có đắc tội với ai không? Nè chú Giai, chú nhìn tôi là quý gì đây? Tôi muốn nói với hai người là ba không có ý định sửa di chúc. Ba gọi cho chú Giai hẹn luật sư Châu nhưng mà cuối cùng cũng quỷ rồi. Em muốn ám chỉ gì đây? Em nghi ngờ anh sợ ba sửa di chúc cho người bắt cóc ba sao? Nè Marco, cậu nhạy cảm quá làm gì? Fion đâu phải ý này. Nói tôi mới nói, lần trước ba vì muốn dạy dỗ tôi mà chuyển tên sổ đỏ sang cho cô. Hôm qua cô và ba tôi cãi nhau trong công ty, cô cũng có thể sợ ba tôi đổi tên sổ đỏ đó thôi. Cô cũng là người rất đáng nghi đó. Cậu nói cái gì vậy? Chuyện nào ra chuyện đó? Lần trước là lần trước. Phải, tôi với ông chủ cãi nhau về chuyện của cục cưng. Tôi với ông ấy cãi xong thì đâu có gì. Ngược lại thì tôi biết sau khi ông chủ về nhà cãi nhau với hai anh em xong thì muốn đi tìm một luật sư Châu sửa gì chút. Vậy tức là không chỉ hai chúng ta đáng nghi rồi, em cũng có phần. Anh đừng có nói mấy câu mà ngay cả anh cũng không tin đó đi. Em đừng nói với anh là em không giận ba phá hoại việc dây tiền ngân hàng của em nha. Muốn đánh đầu phủ đầu, nhiễu loạn thông tin. Nếu như anh mà đáng nghi thì mấy người ai cũng đáng nghi hết á. Mọi người bình tĩnh đi. Tôi cũng như mọi người đều lo lắng cho anh Hải, cho nên đều phản ứng quá khích rồi. Hay là chúng ta bình tĩnh lại đi. Chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói. Chú Giai, có khi nào cảnh sát đã biết gì đó nhưng không cho chúng ta biết không? Cảnh sát có nói họ đã xem camera an ninh, quay được cảnh sau khi anh Hải lên xe của công ty vào ngày 18. Chiếc xe chạy được khoảng 2 ngã tư thì dừng lại, có một người khác lên băng ghế sau. Có quay được người đó là ai không? Tuy chỉ quay được sau lưng người đó, lại đội nón, không nhìn thấy mặt, nhưng dựa vào vẻ ngoài và cách ăn mặc, cảnh sát nói có thể chính là nạn nhân Thiểm Phú Quý. Chúng sợ cảnh sát tìm ra, cho nên vừa lên xe đã ném điện thoại của anh Hải ra đường. Nhưng cảnh sát đã tìm lại được điện thoại của anh Hải làm bằng chứng, có thể đang thu thập những bằng chứng có ích. Chắc chắn là tốn tiền rồi. Nhưng mà Rosie đã có nói, đâu thấy ai gọi điện đòi tiền chuộc chứ. Đúng lúc anh làm mất điện thoại, không biết chúng có gọi cho anh đúng lúc mất điện thoại hay không nữa.
Cho dù chúng gọi cho cậu không được cũng có thể gọi cho tôi mà. Nhưng tôi cũng không nhận cuộc gọi nào. Có khi nào chưa kịp gọi điện để tống tiền đã đụng xe không? Hai kẻ bắt cóc, một người đã chết, một người hôn mê. Vậy còn ba đâu? Như cảnh sát nói, không loại trừ việc chúng còn đồng phạm khác. Hy vọng chúng mau chóng liên hệ với chúng ta. Cảnh sát đã dạy chúng ta lúc đó nên ứng phó thế nào rồi. Hôm qua một chiếc xe bị báo mất trong lúc lái đến đoạn đường sườn núi, nghi mất lái và gây tai nạn. Người trong xe bị thương nặng vùng đầu, tử vong tại chỗ. Còn năm tài xế đang hôn mê, hiện đang cấp cứu tại phòng điều trị tích cực. Cảnh sát kêu gọi người chứng kiến cung cấp thông tin. Lớn chuyện rồi. Ông Tiền lớn rất có thể đã bị giết và bị tống tiền. Anh nói nhỏ thôi, coi chừng bị anh Tiền nhỏ và chị Mai Khôi nghe được đó. Nói nhỏ vậy không có nghe thấy đâu. Chị Mai Khôi thì tôi không biết, nhưng mà thái tử ngàn năm của chúng ta giờ này chắc đang ở trong phòng. Che miệng cười chúm chím rồi. Tại sao vậy? Cậu mới tới nên không biết rồi. Chó mặt xệ. Ông Tiền lớn hả? Thông minh. Chó mặt xệ suốt ngày kìm hãm không cho thái tử phát huy. Nếu chó mặt xệ không có ở đây nữa, thái tử ngàn năm có thể thuận lợi lên ngôi rồi. Cô Mai, cô có quen biết hai người này không? Hôm qua nghe các anh nhắc, tôi đã kêu phòng nhân sự lấy hồ sơ của Quý cho tôi xem. Nhưng trước đó tôi không quen anh ta. Vậy còn người này? Hoàn toàn không quen. Vào 9 giờ 15 sáng hôm qua, có phải cô đã nghe một cuộc gọi không? 9 giờ 15 sáng hôm qua, chắc là lúc tôi xuống đường, tôi bị mất một con chó. Tôi ở gần nhà để tìm nó đó. Wow, chó già rồi mà còn treo thưởng lớn vậy. Nè, nhìn nó giống như con chó má em đang nuôi vậy. Hay là dùng chó của má em đổi tiền thưởng đi. Quyết định vậy đi, để xem cô Hồng này trả được bao nhiêu tiền. Tên cục cưng, tuổi cao mắt yếu mà còn lãng tai nữa. Hai cái người này có cần ác như vậy không? Tôi bị mất chó đã thê thảm lắm rồi, lại còn cãi lộn với bạn trai tôi nữa. Vậy mà mấy người còn muốn lừa tiền hả? Trời, bị điên rồi, đi thôi. Hai người mới điên đó. Cục cưng à, con đúng là đồ vô tâm. Má nuôi con mười mấy năm, nói đi là đi hả? Con không nên gọi là cục cưng, nên đổi tên thành đồ vô tâm. Con hại má cãi lộn với ông chủ đó, con có biết không? Con thích cái gì chứ? Được thôi, đi 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 đi. Má không cần con nữa, không cần con nữa. Alo. Đồ già của cô đang nằm trong tay tôi. Nếu như muốn nói yên ổn thì đem tiền tới chuột về. Đồ già đó giờ tôi không cần nữa. Anh làm ơn đem nó tới Hiệp hội Yêu Quý Động Vật đi. Sau này đừng gọi điện làm phiền tôi nữa. Thì mấy người đó chắc là nếu biết tìm được chó sẽ được thưởng tiền, nên cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ mấy người đó chỉ nói cho có, nên tôi nói được rồi. Đem đồ già đó tới Hiệp hội Yêu Quý Động Vật đi. Tôi không cần nữa. Đó, sau đó tôi được cúp máy của họ. Cuộc gọi đó chắc là bọn bắt cóc gọi cho Rosie. Cảnh sát dựa vào cuộc điện thoại của bọn bắt cóc nên điều tra được lịch sử cuộc gọi. Bọn đàn bà đúng là ác cho người bắt cóc tù. Nhưng chưa chắc là vậy. Chắc đúng như lời Rosie nói, bọn người đó gọi cho cổ là vì tìm được con chó, kêu cổ đưa tiền. Bị điều tra nên phải nói vậy rồi. Mà cảnh sát không có cách nào biết được họ đã nói những cái gì ha. Chúng ta tiếp tục xem đi. Nếu cô đã quyết định bỏ chú chó, vậy sao chưa tới nửa tiếng cô đã gọi lại cho đối phương? Tôi đã nuôi nó 14 năm rồi. Tôi rất thương cục cưng của tôi. Tôi quen biết ông chủ cũng chỉ 12 năm. Đúng là tôi giận quá nên kêu họ đem đồ già đó tới Hiệp hội Yêu Quý Động Vật. Nhưng tôi thật sự không phải nghĩ như vậy. Tôi càng nghĩ tôi càng thấy rất sợ. Lỡ họ tìm thấy con chó của tôi thật, họ tưởng tôi bỏ nó, không biết đưa nó đi đâu, Thì tôi làm sao? Tôi sẽ rất đau lòng. Nên tôi mới gọi lại số điện thoại vừa mới gọi cho tôi liền. Nhưng đối phương lại không bắt máy, tắt máy luôn. Sao các anh cứ hỏi tôi chuyện về điện thoại vậy? Thật ra cô có nghĩ tới đồ già mà đối phương nói chính là ông Tiền Đại Hải không? Không thể nào, trên cơ bản tôi đâu biết ông chủ bị bắt cóc đâu. Ý anh nói là cuộc gọi đó là bọn bắt cóc gọi để đòi tiền chuộc hả? Lúc cô gọi lại cho họ, họ đã gặp tai nạn xe nên không ai nghe. Tôi không nghĩ như vậy, tôi thật sự không biết. Tôi hại chết ông chủ, đúng không? Các anh nói tôi biết đi. Không, tôi không biết chuyện như vậy đâu. Tôi hại chết ông chủ rồi. Nhìn thấy chưa, biểu cảm quá lố, quá giả rồi.
Nhưng mà tôi cảm thấy nước mắt của cô ấy rất thật đó. Ngày xưa cô từng đóng phim, rơi vào giọt nước mắt có khó gì, chuyện cơ bản thôi. Vậy tôi hỏi ông, có phải ông đã thả cục cưng của cô đi thật không? Tại nó chạy đi trốn tội, cùng lắm tôi chỉ mang tội mặc kệ nó đi thôi. Thì chuyện của ông đâu có biết trước được. Mọi người đó gọi điện thoại tới, chị Rosie bắt máy, rồi hiểu lầm là chuyện bình thường. Ai cũng dễ bị lừa như cậu thì chết rồi. Ông có thể nghi ngờ chị Rosie, nhưng tình hình thực tế cho thấy anh Tiền Nhỏ càng đáng nghi hơn. Hôm qua vào lúc mà ông gặp nạn, đúng lúc anh ấy nói điện thoại của anh bị mất. Đâu có trùng hợp vậy. Xem tiếp đi. À, anh Tiền. Chào hai anh. Anh phát hiện mất điện thoại vào lúc nào? Hôm qua tôi về công ty để ký giấy tờ, sau đó tính gọi cho khách hàng. Nói chắc là khoảng 11 giờ mấy. Vậy lần cuối anh dùng điện thoại là khi nào? Chắc là vào sáng hôm qua, khoảng chừng 8 giờ rưỡi. Lúc đó tôi mới về công ty, vừa đậu xe xong. Nếu thích cái bài trí đó thì em cứ làm đi. Em quyết định đi. Anh trả tiền cho. Em thích sao hả? Có phải không vậy? Mù hay sao vậy? Quá đáng thiệt. Nè. Nè cái gì? Nè cái gì? Hồi đã đụng tôi làm rớt điện thoại hư rồi. Để lại cái khác cho tôi đi. Điện thoại của tôi cũng bị rớt xuống đất vậy. Sao không thấy nó bị hư đi? Tại điện thoại cầu dởm, rơi xuống là dở rồi. Liên quan gì tôi chứ? Muốn lừa tiền hả? À không đền đúng không? Thái độ gì đây? Tôi có tiền cũng ném xuống biển chứ không đền cho cậu. Muốn sao hả? Nè nè, trời ơi, cậu điên rồi hả? Năm nào chúng tôi cũng cho cái cậu mỗi làm ăn hơn triệu đô, còn dở trò hả? Tôi gọi một cuộc gọi là cậu mất việc ngay đó. Ý anh là sau khi tranh chấp với người ta ở bãi đậu xe, từ lúc đó cho tới 11 giờ, lúc anh phát hiện mất điện thoại, anh không dùng điện thoại? Tôi phát hiện mất điện thoại, lập tức kêu thư ký giúp tôi báo mất, rồi mới xài điện thoại mới. Các anh điều tra được bọn bắt cóc có gọi điện cho tôi sao? Anh khẳng định không nhận cuộc gọi nào đến từ bọn bắt cóc. Bản thân tôi thì không. Điện thoại bị mất đó thuộc hãng nào? Thì là mất điện thoại đúng vào lúc trùng hợp như vậy. Có phải nó cố tình dẫn dụ cảnh sát nghi ngờ anh chàng rửa xe, muốn gột sạch nghi vấn? Sau đó cảnh sát cũng lấy camera hành trình ở bãi đậu xe về xem. Tôi cảm thấy họ cũng không tin anh Tiền Nhỏ. Chắc chắn họ tìm thấy nó liên lạc với bọn bắt cóc nên mới nghi ngờ nó. Nếu vậy tôi không biết. Nhưng mà ông nói cũng có lý lắm đó. Còn cơm chưa? Để ba về nấu nè. Chết. À, ý của con là dĩ nhiên là cơm nhà nấu của ba là ngon nhất rồi. Nhưng nếu ba cảm thấy mệt quá thì chúng ta đặt đồ ăn về cũng được. À, à nè, à, ông tự nghiên cứu đi. Tôi đặt đồ ăn cho ba tôi. Bỏ rơi tôi. Tôi là trẻ bồ côi hả?奔波去奋斗，揾几多产业，让得起一家真开心。一个个叹到笑，由细细放发到上市，咁先真本事。个衰仔偏偏争一啲，完全冇大志。全世界要我去照顾，一啲都不易，要当好你一家之主，兴到扎扎跳。 Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.